ăn một quả trả cục vàng, may túi ba gang mang ra mà đựng. Đấy thì hôm nay thì anh em ạ, à, hôm nay là bác sĩ Thủy hôm nay là thu hoạch khế anh em nhá. Đây là cây khế này ở trước cửa phòng khám này. Cây khế này hôm nay là rất là nhiều. Hôm nay là hôm qua anh em nó bảo là phải vặt nó vào đi để coi như là cúng thắp hương thần tài. Đấy, thắp hương thần tài, bây giờ quả nó chĩu cành, nó sợ gãy cành các bạn ạ. Hôm nay là cây khế này bác sĩ trồng được 5 năm rồi. Đấy, 5 năm rồi thì hôm nay bắt đầu là đây là lần thu hoạch. Lần đầu tiên năm ngoái thì cũng có rồi những ít quả. Đấy, quả đây các anh em xem là quả to đẹp như này nhá. Đấy. Ăn một quả trả cục vàng, may túi ba gang mang đi mà được. Đây là cái quả này là quả khế là quả to chưa anh em ơi. Đấy. Ba quả. Đây vặt quả to thôi, còn quả bé bé thì cứ để đấy cho nó chín nhỉ. Thế nào cái quả này anh em mình thấy nó có chín được không nhỉ? Đấy, quả nữa này. Đấy. Đây này, ui dồi ôi. Đây này, kẹp đôi nhá. Xịn chưa này. Đấy. Thu hoạch khế, ăn một quả trả cục vàng. Đây là đấy, ui dồi to này anh em. Ủa nhiều lắm rồi. Hôm nay là anh em biết là khế này chấm cái gì ngon anh em mình comment xuống nhá. Yeah. Đấy, cái quả này là quả này thôi cứ để đây. Đấy, được rồi. Đâu quả to trên cao đâu. Đây á. Đây á. Thấy đây á. Quả này á. Đúng rồi. Quả này khối này 2 này, 4 này, 6 này, 7 à, bắt đúng 8 quả nhá. Thế là nhiều hết đấy, nhưng nó còn nhiều lắm nhá anh em nhá. Còn rất là nhiều này, nhưng mà quả này thấp thấp này cũng gặt đốt thì nhỉ. Có gặt đâu nhỉ? Úi giời. Úi giời. Úi giời. Lại trình vệnh quá. Thế cửa phòng khám nhỉ? Đã đông khách thì buổi sáng rồi. Oh. Yeah. Đúng 8 quả khế đây. 8 quả trên này còn có khoảng hơn chục quả nữa anh em nhá. Rồi, chúc anh em mình hôm nay là rằm tháng chạp. Đó, rằm tháng chạp. Chúc anh em nhà mình luôn luôn là mạnh khỏe, vạn sự như ý. Đón Tết an lành nhá. Rồi hân hoan đón Tết rồi, xin chào.